Công an thành phố Đồng Hới đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với xe taxi, xe điện bốn bánh. Thành lập các tổ tuần tra kiểm soát để chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung tại các tuyến đường chính, nơi có các phương tiện xe taxi, xe điện hoạt động thường xuyên và địa bàn 15 xã phường của thành phố. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo là không có vùng cấm, xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là đối với các cái hành vi là điều khiển phương tiện chạy trái tuyến, trái địa bàn, dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Nhằm xây dựng thành phố Đồng Hới là thành phố đẹp, văn minh, an toàn đối với khách du lịch. Cùng với đó, công an thành phố Đồng Hới cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các doanh nghiệp, người lái xe taxi, xe điện bốn bánh trên địa bàn nắm vững, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi điều khiển phương tiện vận tải hành khách. Nói chung là chờ làm sao cho đúng số lượng và nói chung là cùng chờ đúng theo tuyến đường, cùng đi tay cùng tốc độ vừa phải, nói chung cùng chấp hành tốt để cho an toàn của khách và của lái xe điện. Kế hoạch tổng kiểm soát xử lý vi phạm đối với xe taxi, xe điện bốn bánh sẽ được thực hiện từ ngày 29 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2024, nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đồng Hới, góp phần xây dựng thành phố văn minh, thân thiện và an toàn.